Hello tất cả mọi người. Hello mọi người nha, mọi người vào xem livestream nào. Để hôm nay mình có cái chế độ tặng quà riêng cho mọi người đấy. Về chị mụn trắng da chị nám đều được tặng quà nhá. Và mình chỉ cần một bạn đến hai bạn mở hàng cho mình thôi. Ok, mọi người chia sẻ livestream nhé. Những ai chia sẻ rồi thì mọi người có thể báo chia sẻ rồi cho Linh. Bởi vì sản phẩm nhà Linh là 295.000. Hôm nay thì mọi người phải mua với giá là 99.000 thôi. Mọi người sẽ được mua với giá là 99.000 thôi. Và quan trọng là mọi người phải hợp với lại tuổi của Linh, đó là tuổi con lợn nhá. Có nghĩa là tuổi 95 đấy. Những ai mà hợp với tuổi con lợn thì mọi người comment ở phía dưới. Còn đối với lại những người mà không hợp với tuổi con lợn thì sẽ không được giá như thế đâu nha mọi người nha. Cái này là mình chỉ cần mở hàng ngày mùng 1 thôi này. Ai cần chia sẻ, cứ ai cần là chia sẻ livestream và báo cho mình là chia sẻ rồi. Tất tần tật giá của mình là 99.000. 99.000 cho ba bạn đầu tiên. Ok Phương Còi này. Rồi ok Phương Còi nha. Rồi ok mọi người đăng ký nào, đăng ký sub cho Linh nào. Chỉ cần ba bạn đầu tiên nào. Bộ trắng da, bộ trị nám tàn nhang này, giảm cân nhà Linh này, 99k này. Siêu rẻ này mọi người này, siêu rẻ nha, siêu rẻ, nhớ là luôn luôn là siêu rẻ rồi này. Và không bao giờ có giá này luôn, và hôm nay chỉ cần giá mở hàng như này thôi. Em chỉ cần mở hàng thôi nha, cho nên mà các chế nha. Nếu mà chế nào, Lý Nguyễn này, chào em này. Rồi ok, chế nào. Ok, hello, chế yêu, rồi ok. Tất tần tật những bạn đã mua với giá là 295.000 và 390.000 là mọi người biết. Là giá sản phẩm body nhà em, tặng tắm trắng nha em. Sao ơi, lấy cho cái chị gói tắm trắng kia với. Tắm trắng nhà em và body nhà em là 390 này. Còn riêng về cái sản phẩm trắng da này. Tắm trắng gì? Ok em nha, tí chuyển cho chị nha. Ok, chào bác Trịnh Hà nha. Tắm trắng ở trên nhà nào? Tắm trắng ở đây không còn này em. Ở đây này, có cái nào, có gói set nào ở đây. Hôm trước có cái set tắm trắng ở đây nhỉ? Ừ, trước em thấy ở đó mà. Ở đâu rồi nhỉ? Thôi chạy lên tầng đi lấy chị set tắm trắng đi. Lên phòng ạ? Nam Anh Khương, đây là bộ trắng da nha, bộ trắng da mà mọi người mua với giá là mọi người có biết là khi mà mọi người mua cái giá này với giá là 295.000 mà em đang sale 245 đấy. Nay hết sale rồi, nay hết sale 190 rồi, bởi vì cái hàng sản phẩm này đang tăng giá. Tuy nhiên hôm nay mọi người mua, nếu mà người nào không được mở hàng thì mọi người vẫn được mua với giá 190, và đặc biệt hôm nay mùng 1 em sẽ free ship toàn quốc cho mọi người. Riêng ngày mùng 1, đặc biệt chỉ một ngày mùng 1 thôi nha. Nhớ là một ngày mùng 1 nha, sản phẩm trắng da, trị nám, tàn nhang, trị mụn nhá, đều 190 và free ship. Còn đối với ba bạn trúng game thì các bạn sẽ được mua với giá là 99.000. Từ 245 sale còn đúng 199.000 luôn. Để cho những bạn hôm nay hợp tuổi mở hàng cho em. Hợp tuổi 95 mở hàng cho em. Lấy cả giảm cân này em. Mọi người lưu ý này, tắm trắng này. Đây nha, ok mọi người vào vào xem thật nhiều và chia sẻ livestream thật nhiều cho em. Trước tiên thì em xin phép được tặng một phần quà nho nhỏ vào ngày mùng 1 cho mọi người. Trước tiên là em xin phép được tặng một phần quà nhỏ nha. Và nhất là những bạn nào mà mua hàng nha thì các bạn lấy hàng càng dễ hơn và được tặng quà càng dễ hơn. Thì trước tiên em xin phép được tặng một sản phẩm, đó là sản phẩm tắm trắng của Nam Anh Khương, hàng công ty. Hàng công ty tắm trắng Nam Anh Khương nha, tặng một sản phẩm tắm trắng cho tất cả những bạn chia sẻ ngày hôm nay. Trước tiên là đầu tiên nha, chúng ta khởi động bằng cái món sản phẩm này. Chúng ta khởi động bằng cái món sản phẩm trước nhá. Mọi người chia sẻ cho Linh đi. Rồi Hà Anna, ok. Mọi người vào đông và chia sẻ cho Linh. Trước tiên là khởi động bằng set tắm trắng này. Em sẽ tặng một set tắm trắng free miễn phí 100% luôn. Miễn phí 100%. Đặc biệt là đối với lại những bạn nào mà các bạn đang theo dõi livestream và đang theo dõi Facebook của Linh thì được tặng sản phẩm này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Và nhớ là tặng 100% và không lấy tiền, kể cả nam nữ đều được tặng. Nếu các bạn chia sẻ livestream và các bạn comment là chia sẻ livestream nha, để Linh có thể biết cho mọi người là mọi người đã chia sẻ livestream rồi. Trước tiên là chúng ta khởi động đi, chia sẻ livestream đi. Lên đến 100 người xem đi là em tặng một set tắm trắng trước này.
Khởi động đầu tiên nhá, mình khởi động đi. Chúng ta khởi động một bước đầu tiên đi là nhá. Và cần 3 bạn mở hàng với giá là 99k. Đặc biệt sản phẩm nhà em là em đang dùng, em đang sử dụng. Sản phẩm nhà em cực là tốt luôn. Cực là tốt, sản phẩm em đang dùng và đang sử dụng. Đây, ngay cả sản phẩm giảm cân này, sản phẩm giảm cân 450k nhá. Mọi người đừng có nghĩ là sản phẩm ở trên mạng, trên thị trường, nó là sản phẩm sản xuất tại Hà Nội và sản phẩm đó là sản phẩm rẻ tiền, sản phẩm nhái. Tuy nhiên sản phẩm nhà em khẳng định bằng chất lượng. Tuy nhiên sản phẩm nhà em khẳng định bằng chất lượng 100%. Nếu các bạn mua sản phẩm nhà em chỉ cần một lần rồi là các bạn kết luôn. Sản phẩm nhà em các bạn chỉ cần mua một lần là các bạn kết luôn rồi nha. Chia sẻ like rồi, ok, rùa con tini này. Trước tiên là em tặng một set tắm trắng cho chị rùa con tini nhá. Chị rùa con tini là người comment đầu tiên. Em tặng set, em xin tặng chị rùa con này một set tắm trắng đầu tiên cho chị rùa con nha. Rồi ok, mình chốt cho chị rùa con nha. Gói tắm trắng này chỉ sử dụng được một lần thôi các bạn nhá. Em chỉ tặng một lần thôi, có giá 150 em tặng một lần. Đây cả set đây này, cả set combo body là 390.000 đây này các bạn này. Hôm nay ai muốn mua với giá 99.000 thì mọi người lăn ra, mọi người chia sẻ cho em nha. Các bạn chia sẻ thật nhiều cho em. Mua đồng giá 99.000 này, đồng giá 99.000 nha mọi người này. Chỉ có 3 người mở hàng đầu tiên thôi. Chỉ có 3 người được mở hàng đầu tiên với giá là 99.000 nhá. Chỉ có 3 người mở hàng đầu tiên với giá 99.000. Mọi người lưu ý giúp em, chỉ có 3 người đầu tiên thôi ạ. Ai đăng ký thì đăng ký nào, để chút xíu em chốt like là em chốt like nhá. Chỉ có 3 người đầu tiên hợp với tuổi 95. 3 người đầu tiên hợp với tuổi 95. Bộ này em đang dùng, nói sai là mất lục bán hàng luôn. Và hàng này hàng nhập khẩu luôn. Các bạn yên tâm 100% nha. Các bạn yên tâm 100%. Đây là hàng nhập khẩu này. Trắng da trị nám trị mụn tàn nhang này. Riêng bộ này là riêng combo là dành cho trắng da này các bạn này. Cái này là tập trung cho trắng da. Cái này là trị nám trị mụn tàn nhang nha. Cái này trị nám trị mụn tàn nhang này. Các bạn lưu ý này, những bạn nào bị nám bị mụn tàn nhang thì lưu ý này. Trị nám trị mụn tàn nhang này. Còn riêng cái này là trắng da nhá. Còn riêng cái này là trắng da này, riêng cái này là trắng da này, riêng cái này là dành riêng cho trắng da này. 99k và giá là 245k. Ngày hôm nay chỉ cần 3 bạn đầu tiên mở hàng cho Linh. 3 bạn đầu tiên mở hàng cho Linh với giá là 99k. 3 bạn đầu tiên mở hàng nha. Nhớ là 3 bạn đầu tiên mở hàng nào. Em chia sẻ 30 nhóm rồi chị. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người chia sẻ livestream để em chọn người em tặng quà. Chọn người tặng quà nha. Bảo Lan rồi, ok. Chọn người tặng quà nha mọi người ơi. Chọn người em tặng quà. Hôm nay mùng 1 mà. Hôm nay mùng 1 mà đang rất là thoải mái. Vừa làm cho khách xong là lăn ra livestream cho mọi người luôn. Bởi vì là rất là lâu rồi em không livestream. Cái nick fake kia em đi chặn livestream rồi. Bởi vì là em chửi mấy con bom hàng ấy nên mà bị chặn livestream rồi. Và bây giờ em livestream bằng nick fake này thì mong mọi người chia sẻ, mong mọi người chia sẻ cho em. Yếu luôn ý. Em dùng rồi, Thu Hiền Thị Vũ. Mặt sáng lên và căng mịn thích lắm ý. Cảm ơn em Thu Hiền Thị Vũ nha. Sản phẩm nhà em được kiểm định từ khách hàng. Sản phẩm nhà em được kiểm định từ khách hàng. Không cần phải giới thiệu nhiều, không cần tư vấn nhiều. Riêng mặt của em đây, các bạn nhìn thấy đây. Dùng hoàn toàn vào bộ sản phẩm và đặc biệt em không hề đánh phấn. Nói sai mất lộc luôn. Mất lộc spa, mất lộc làm tóc và mất lộc bán hàng luôn nha mọi người nha. Em thề với mọi người hôm nay mùng 1 có tất cả các cô các cậu chứng giám bên trên và tất cả các mọi người chứng giám nha. Nếu em dùng kem, nếu em dùng phấn, tại vì em đang dùng kem của bộ này này. Nếu em dùng phấn em mất lộc 100% cho mọi người luôn. Bộ sản phẩm nhà em 190k sale từ 295. 190k sale từ 295. Em đang cần 3 bạn mở hàng đầu tiên. Em đang cần 3 bạn mở hàng đầu tiên với giá là 99k. Mọi người đăng ký nào với giá là 99k nha. Với giá là 99k. Đăng ký cho em nếu mà ai chia sẻ rồi em mới chấp nhận nha. Còn nếu mà đối với những ai chưa tin tưởng thì mọi người có thể tham khảo Facebook của em là Linh Le Te. Facebook của em là Linh Le Te nha mọi người ơi. Facebook của em là Linh Le Te. Và hiện tại em đang bị chặn like nên em không thể like được. Em phải like nick Facebook Lê Ngọc. Bởi vì là
Linh lên tem một khi like thì chỉ có trên mấy trăm người xem thôi. Tại vì em bán hàng cực kỳ thương hiệu từ 4 năm nay rồi mọi người nhá. Bán hàng thương hiệu cực kỳ là 4 năm nay rồi, không phải là bán một ngày hai ngày. Còn riêng cái Facebook này thì bây giờ em mới live stream nên bây giờ mọi người mới trên Facebook này mới biết đến em. Mọi người cần hỏi gì không ạ? Riêng sản phẩm trắng da trị nám tàn nhang nhà em thì cực kỳ hiệu quả. Em sell từ 295 còn 190. Chị nám chị mụn chị ơi. Lê Thị Nguyễn Thị Thanh Hằng, em mua một bộ 99k đi chị. Rồi ok, Nguyễn Thị Thanh Hoàng tuổi gì? Nguyễn Thị Thanh Hằng tuổi gì hả em? Chị nám chị mụn, chị chỉ chốt đúng 3 người đầu tiên. Bộ này gồm 5 món. Em chỉ chốt đúng 3 người, thậm chí em còn không nhập với giá 190k. Em còn không nhập với giá 99k. Em thề luôn, khách sỉ nhà em sỉ với giá 99k em đập đầu em chết liền luôn. Em thề khách sỉ nhà em mà lấy được với giá 99k đập đầu chết liền luôn mọi người nhá. Nhớ nhá mọi người, lưu ý nhá, sỉ còn không được với giá 90k. Em chỉ chốt đúng 3 bạn đầu tiên. Chỉ chốt đúng 3 bạn đầu tiên hợp với tuổi 95 được mua với giá 99k. Đây là bộ trị nám này, ship toàn quốc 20k toàn quốc nha các em nha. Chị còn không nhập được với giá 99k nhưng hôm nay chị bán cho các em 3 người đầu tiên mở hàng với lô hàng mới về với giá 99k. Các em nhìn đây, đây nhìn nhá, một sản phẩm, hai sản phẩm, đây là 3, 4, 5. Những bạn nào gần Nga Sơn càng tốt, các bạn có thể qua lấy bởi vì không lãi lời mà còn lỗ nha các bạn nha. 99k chỉ 3 bạn đầu tiên thôi. Chốt này, Nguyễn Thị Thanh Hoàng tuổi gì nào? Sinh năm 99 có hợp với 95 không Trang? Rồi ok, tuổi mèo này chị chốt cho em Nguyễn Thị Thanh Hằng một bộ này. Chị xem nào, Hà Lan. Hà Lan sinh năm bao nhiêu em? Tuổi rồng có hợp không nhở? Hợp luôn đúng không? Rồng á? Ờ. Sung à? Tuổi rồng không hợp, tuổi rồng không hợp. Chị xem nào. À, cái gì nhỉ? Dần thân tị hợi, dần thân tị hợi tứ hành xung. Dần thân tị hợi tứ hành xung. Mà rồng là tuổi thìn đúng không? Hà Lan nha, chị chốt cho em một bộ nha. Rồi hai bộ rồi mọi người nhá. Hai bộ rồi nha. Mọi người comment tuổi cho em nha, hợp thì em mới cho nha. Hợp thì em mới cho nha mọi người nha. Còn nếu mà mọi người mua với giá là 190.000 hôm nay hoàn toàn free ship toàn quốc. Mọi người comment tuổi giúp em hai bộ rồi. Hai bộ còn đúng một bộ duy nhất thôi, hôm nay em chỉ mở hàng thôi. Đúng một bộ duy nhất luôn. Spa Ngọc Linh, Spa Salon Ngọc Linh, mọi người lưu ý là sản phẩm nhà em không có sản phẩm rẻ tiền. Sản phẩm nhà em không có sản phẩm rẻ tiền. Mọi người lưu ý 100% là 295.000 hôm nay sale mọi người với giá 99.000. Không bao giờ có cái giá đó luôn, em thề với mọi người luôn. Kể cả trên thị trường mọi người mua không bao giờ có ai nhập được với giá đó luôn. Và từ trước đến nay em bán cũng không bao giờ bán. Nếu mọi người PH Nguyễn tuổi lồn, em xin lỗi bạn PH Nguyễn nha, bạn biến ra khỏi livestream giúp mình nhá. Mình chỉ có chơi cùng với lại các chị các em thôi. Và mình mở hàng đúng là mình mở hàng bằng đúng cái tâm của mình luôn. Và mình không phải là cái kiểu như bán hàng kiểu câu like đâu. Bởi vì là các bạn nhìn trong nick Facebook của mình xem là bao nhiêu lượt theo dõi rồi. Và lượt theo dõi mình không hề mua. Lượt theo dõi trực tiếp 100% nhà mình. Riêng mình là hơn 5.000, còn riêng chồng mình là hơn 4.000 từ trước đến nay rồi. Và mình cũng chẳng cần phải câu like luôn các bạn nhá. Sàm lồn thì biến luôn giúp mình. Tuổi xỉu không đúng em ơi, tuổi xỉu là chị cực kỳ kỵ với lại tuổi xỉu luôn. Dần thân tị hợi tứ hành xung, duyên ơi không được em nhá. Chị là tuổi hợi nhá. Tuổi có ai tuổi mùi không ạ? Có ai tuổi mùi không ạ? Ok, những bạn nào mà mình chọn rồi thì bạn có thể inbox cho mình. Hoàng Thùy Dương, dần thân tị hợi tứ hành xung, em chỉ được mua lẻ thôi, mua lẻ là 190.000, chị vừa receipt cho em, đắt hơn mấy chục nghìn. Nhưng mà các em mua về, chị đảm bảo với các em sau 7 ngày hiệu quả 100% luôn. Sau 7 ngày hiệu quả, sau 7 ngày, và bản thân chị đang dùng nói sai mất lộc luôn. Nói sai mất lộc từ bán hàng, nói sai mất lộc luôn. Trang ơi, lấy cho chị bộ sản phẩm chị đang dùng, kèm với lại cho chị một chậu nước. Lấy cho chị một bộ sản phẩm chị đang dùng kèm với một bộ chậu nước. Ờ, chị nám tàn nhang em. Đây là bộ sản phẩm chị nám tàn nhang. Dần thân tị hợi tứ hành xung. Dần thân tị hợi tứ hành xung nha. Chị Lê Loan không hợp nha. Dần thân tị hợi tứ hành xung nha. Tuổi Tý này,
Thu Hiền Thị Vũ chia sẻ livestream cho chị chưa này? Linh Linh 2K1, 2K1 là tuổi gì hả Trang? Dần Thân Tỵ Hợi Tứ Hành Xung chị không hợp. Nếu như ai mà tuổi Tỵ thì mua với giá 190.000, đó là chị sale với giá là 295. Chị đang sale với giá là 295, còn 190.000 cho tất cả những bạn dùng thử. Lê Đinh Bảo Ngọc tuổi Mão ok, tuổi Mèo hợp với lại tuổi Lợn. Rồi ok, Lê Đinh Bảo Ngọc inbox cho chị nha. Rồi ok, hết 3 bạn 99k. Những bạn nào 99k inbox cho chị và hôm nay chỉ có 3 bạn đó thôi. Còn đối với lại những bạn mua ngoài này, 190k một bộ sale từ 290 này. Em chốt thêm này, những ai chốt inbox số này để chị ở tên này. Tất cả những bạn chốt và chia sẻ trên livestream và được free ship. Còn đối với lại những bạn trước đây là em không có chia sẻ và không free ship. Đây các bạn nhá, đây là bộ sản phẩm này. Em không dùng nói sai mất lộc bán hàng luôn. Sao em không hề đánh phấn đánh son luôn, chia sẻ livestream giúp em. Sao em không hề đánh phấn đánh son luôn. Bộ sản phẩm em đang dùng đây các bạn nhá. Các bạn nhìn nước này. Các bạn nhìn đây. Đây em sửa cho các bạn xem nha. Bộ sản phẩm này em đang dùng trực tiếp 100%. Sản phẩm đúng rồi. Mua thêm chỉ được free ship. Mua thêm được free ship nha. Mua thêm được free ship các bạn ơi. Nhìn đây, em đang dùng sản phẩm đây. Đang dùng chính mặt em dùng luôn. Một chủ sở 3 nha. Một chủ sở 3 Nga Sơn Thanh Hóa 17 Yên Hạnh thị trấn Nga Sơn nha. 17 Yên Hạnh thị trấn Nga Sơn nha. Dùng một bộ sản phẩm chỉ với 295. Hôm nay sale cho 190. Free ship mùng 1 free ship. Các bạn nào inbox ngay mùng 1 free ship nha. Mùng 1 em free ship này. Mùng 1 em free ship cho tất cả mọi người luôn. Ai đăng ký com, ai đăng ký combo 190, ai đăng ký combo 190 nhấn đăng ký ở dưới cho em, nhấn đăng ký ở dưới cho em và inbox ngay cho em. 190.000 một bộ free ship. Mọi người lưu ý là free ship. Chia sẻ. Lê Loan chị đang dùng của em một bộ, gần hết rồi em bán cho chị thêm một bộ nữa. Ok chị Lê Loan nha. Hôm nay free ship cho các chị. Hôm nay mùng 1 em free ship cho các chị. Em chỉ chọn 3 chị đầu tiên thôi. Còn hôm nay em sẽ free ship cho các chị nhá. Em chọn hết 3 người đầu tiên rồi, mở hàng cho em rồi. Cho nên hôm nay nếu các chị nào đăng ký 190.000, đăng ký giúp em nào. Đăng ký giúp em nào, mua nhiều em tặng quà nào. Đăng ký giúp em nha, các chị nhìn đây. Đánh phấn đây, em không hề đánh phấn khi live stream luôn. Không hề đánh phấn khi live stream, Trang ơi lấy vào cái chậu thứ 3 đi em. Trong nhà tắm em. Cái này chị lau không sạch được. Cho chị khăn ướt Vân ơi. Đây nha các bạn ơi, các bạn nhìn đây ạ. Da cực kỳ trắng luôn, em massage cho mọi người xem. Da em là da thật 100%. Và nếu ai dùng cái sản phẩm nhà em cũng là thật 100% luôn. Sản phẩm nhà em dùng và em không hề đụng đến một cái gì luôn. Lăn kim chưa lăn kim, cấy tảo chưa cấy tảo. Chưa bao giờ em sử dụng một cái gì ngoài mặt nạ và cái bộ xịt nám này. Em nói sai mất lộc bán hàng luôn. Em lấy em rửa mặt cho mọi người xem luôn. Đây từ từ cho chị lau cái này, chị lau cái này. Đây các bạn nha. Đây nhìn đây em lau cho mọi người xem nha. Để mọi người xem biết được cái sản phẩm nhà em như nào. Và mọi người cứ bảo em đánh phấn mà em không hề đánh phấn luôn. Nói sai mất lộc bán hàng luôn các chị nhá. Nói sai em Linh hôm nay mất lộc bán hàng luôn. Lệ nick nào cũng được em ơi, tốt nhất là Linh. Đây để chị tag tên Linh lên tên vào. Mọi người để chị comment vào nick Linh lên tên để cho mọi người nhắn tin nhá. Ok mọi người thấy da thật của em chưa? Em có bán thêm gói dùng ban ngày nha chị ơi. Bộ dùng ban ngày là cũng 190 luôn chị ạ. Nếu mà chị mua lẻ chị inbox cho em. Mua lẻ phải mua nhiều nha chị nha. Mua lẻ 1-2 túi. Ai mua 190.000 comment 190.000 giúp em. Sale từ 295.000 ạ. Em comment link lên xe vào cái của Lê Ngọc cũng mãi gì vậy. Tại vì tìm mãi không thấy. Đây các bạn nha. Không hề đánh phấn, không hề đánh phấn em lưu. Mọi người lưu ý cho em là em không hề đánh phấn đây mọi người ơi. Tay cào luôn cho mọi người xem nha. Không hề đánh phấn này, không hề đánh phấn đánh kem này. Mọi người xem thoải mái này, em vừa rửa mặt xong nha. Da mặt cực kỳ trắng và đặc biệt là em cảm thấy là nó trắng quá cơ, nó đẹp quá cơ. Mọi người nhìn nhá.
Em không hề đánh phấn đánh son luôn, không hề đánh phấn đánh son, nó sai mất lộc luôn. À đánh phấn luôn, nó sai mất lộc. Còn em đánh son em livestream là chuyện bình thường nha. Còn riêng ra mặt của em là không hề đánh phấn này. Vào trong kia đi em, vào trong kia. Em nhấn vào đây inbox một cái. Ừ, em nhấn một cái inbox thôi để cho chị tap lên cho mọi người xem này. Mọi người thấy chưa, da mặt của em hoàn toàn là da mặt thật 100% nha. Hoàn toàn là da mặt thật 100%. Hôm nay sale từ 295 còn 190. Da mặt thật 100%, hôm nay sale 295 còn 190. Ai lấy hàng inbox số ra thì chỉ ở tên Lê Đi Mỏng 99.000 190. Nhưng mà chị chọn 3 người rồi. Chị chọn 3 người được mua với giá 99.000 rồi, mở hàng cho chị rồi. Còn đối với những bạn mua sau là giá là 190.000. Những bạn mua sau giá là 295, sale còn 190. Ai mua đăng ký cho chị nào? Ai mua đăng ký cho em nha. Các chị ơi, 190.000, mua từ 295, sale còn 190.000. Xài ok lắm nha em. Ok, chị sai lầm vẫn là tôi nha em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vân Vân inbox cho chị nha, Vân Vân. Vân Vân sử dụng thấy thế nào em? Rồi ok mọi người nha. Mọi người inbox ngay cho em nha mọi người ơi. 190k, 190k thôi. Hôm nay free ship 190k lại còn free ship nữa. Bộ sản phẩm trắng da, bộ sản phẩm trị nám, bộ sản phẩm trị hạng điên dã man luôn. Ok, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người đây rồi. Bởi vì là do mạng mất mạng nên mà em sẽ livestream vào trong ở trong spa nhà em. Đây các bạn nhìn thấy đây ạ. Đây trong spa nhà em đây, em sẽ livestream lại cho mọi người ở trong này. Trang bật cái điện lên cho chị nào. Đây mọi người nhìn da của em 100% là da thật 100% nha. Kể cả ở lúc nào, kể cả bao giờ em vẫn có thể quay livestream trực tiếp ra mặt thật của em cho mọi người xem. Đâu em? Đây mọi người nha. Chạ Vân lấy cho chị cái ghế nào, ghế đặt livestream nào. Không biết đặt ở đâu nữa. Bởi vì là em đang livestream này nhưng mà không biết đặt ở đâu để cho nó có thể là bắt livestream nó đẹp hơn để cho mọi người xem. Để cho mọi người có thể xem. Bởi vì là sản phẩm nhà em thì cực kỳ thương hiệu rồi và không biết đặt góc livestream ở đâu. Bởi vì là em mới chuyển nhà lên Nga Sơn mà không biết đặt góc livestream ở đâu luôn ý. Đúng rồi, rất là mờ bởi vì là nãy giờ là đang hơn 50 người xem mà đang có người chia sẻ. Tuy nhiên là do Facebook của chị nó bị đơ ấy, mạng nó bị yếu ấy. Chỉ có những bạn nào hợp với tuổi 95 mới được mua với giá đó thôi. Còn đối với là những bạn mua hôm nay thì là giá 190 mà free ship. Các em phải lưu ý là chị free ship cho các em. Free ship cho các em thì rất là ưu ái rồi. Đây là bộ sản phẩm này 246 này. Đây là bộ sản phẩm này. Đây là bộ sản phẩm dành cho trắng da này. Còn riêng đây là bộ sản phẩm dành cho da mặt bị nám, bị mụn tàn nhang nhá. Dành cho những bạn bị nám, bị mụn tàn nhang thì sử dụng bộ sản phẩm này. Nếu các em đã biết đến sản phẩm nhà chị rồi thì các em sẽ biết, bởi vì là chị là dân spa nên sản phẩm nhà chị rất là kén. Chị bán cái sản phẩm nào ấy mà không được là chị thay luôn. Chị không bao giờ bán sản phẩm đó nữa. Có nghĩa là nếu mà nó không hiệu quả tốt thì chị sẽ không bán cái sản phẩm đó nữa. Nên mọi người yên tâm 100%. Còn riêng sản phẩm này chị đã bán rất là lâu nay rồi và bản thân đang dùng đây. Nó sai là mất lộc bán hàng luôn. Bản thân Linh đang dùng đây, em nó sai mất lộc bán hàng luôn. Cho nên các bác yên tâm 100% khi các bác mua sản phẩm nhà em. Và em livestream cũng là livestream thực tế và livestream. Em in book nick Linh Lê Tê rồi ok. Linh Lê Tê có comment. Trang ơi comment cho chị một cái đi Trang để chị. Đây nha mọi người ơi. Linh sẽ ghim cái nick face Linh Lê Tê lên. Mọi người nhá, do nick face Linh Lê Tê bị chặn nên em không thể livestream được. Nhưng hôm nay em sẽ free ship cho các chị. Hôm nay em sẽ free ship cho các chị em với giá 190k free ship. Là mùng 1 em rất là ưu ái cho mọi người rồi. Em không có lời lãi. Lời lãi 20.000 thì em cho vào ship luôn rồi. Lời lãi 20-30.000 thì em cho vào ship luôn rồi mọi người nhá. Em không hề được lời lãi một đồng nào luôn. Nếu bạn nào lấy thì bạn đó comment cho em. Bạn nào lấy thì bạn đó comment cho em. Bộ trắng da chỉ nám này, chỉ mụn tàn nhang 190k free ship. Còn bộ trắng da 190k free ship. Và mọi người lưu ý chỉ có ngày hôm nay thôi. Duy nhất ngày hôm nay ngày mùng 1. Duy nhất ngày hôm nay ngày mùng 1 nhá. Bộ trắng da nhá.
Chị ơi, 3 suất 99k hết rồi. 3 suất 99k hết rồi nha. 3 suất 99k hết rồi nha. Còn bây giờ là 295 sale còn 190 nha. 295 sale còn 190 nha. Giảm cân là 200k này. Giảm cân 199k này. Ngày hôm nay sale hết luôn. Giảm cân 450 sale còn 199k nhá. Chỉ có chốt trong ngày hôm nay thôi, trong live stream thôi. Còn những bạn nào ở ngoài live stream không chốt có thế thôi. Sản phẩm đang dùng sử dụng tuyệt đối luôn, trắng da ngay sau 7 ngày luôn. Cực kỳ tuyệt đối và chủ spa đang dùng cho nên các bạn yên tâm 100%. Có rất là nhiều chị sang chảnh bảo là: chị ơi, em da mặt của em có dùng được không? Với cả là em toàn dùng loại mấy triệu thôi. Nhưng mà sản phẩm nhà chị Linh chỉ có mấy trăm thôi, 190.000 thôi. Không có nhiều, 190.000 luôn. Hôm nay free ship nếu các bạn đặt hàng trên live và inbox ngay cho Linh Lê Tê. Bạn nào đặt hàng trên live 190.000, hôm nay free ship chỉ riêng ngày hôm nay thôi nhá. Chỉ riêng ngày hôm nay, những bạn nào chia sẻ và chia sẻ các bạn nhớ. Nãy chị chọn em mua thì giá bao nhiêu? Nếu mà chị chọn em thì với giá là 99k, chị chọn 3 người đầu tiên đấy. Cho mình một bộ trị nám tàn nhang nhé, Trang La La. Ok bạn nha, cho bạn một bộ trị nám tàn nhang này, 190k này, free ship này, 190k vì free ship này. Mua giá 99k chị ơi. Lê Vũ Thùy Dương, bạn ơi mình đã chốt 3 bạn đầu tiên rồi, bạn hết suất nha. Em không bị nám tàn nhang thì em có thể mua. Em không bị nám tàn nhang thì em mua cái này. Em không bị nám tàn nhang thì em mua bộ trắng da này, gồm 6 gói này. Các bạn lưu ý nhá, đây là bộ trắng da chỉ nám tàn nhang này, nó có bánh xà bông này. Bởi vì em đang bị nám tàn nhang nên em sử dụng cái bánh xà bông này. Mọi người lưu ý, em cũng đang bị nám tàn nhang đây. Rất là mờ đây, bởi vì ngày trước mặt em một đống rồi. Và bây giờ rất là mờ rồi mọi người nhá. Nếu mọi người theo dõi live stream của mọi người, hàng nhà chị em yên tâm 100%, bởi vì nó là trần thái bàn tay của chị nhập luôn. Bàn tay của chị gái chị nhập luôn và chuyển về cho chị. Mỗi lần chuyển phát về 560-100 bộ. Chị có live stream trực tiếp, em có thể lướt, em có thể xem. Hộp của nó cũng là Thái Lan luôn. Hàng này hàng Thái Lan. Rồi ok. Nếu những bạn mua với giá 99k thì các bạn phải chịu ship 20k. Còn đối với lại những bạn mua 190k, hôm nay free ship 100%. Hàng Trần Thái còn riêng hàng nội địa. Cái tất cả các bạn ở trên Việt Nam mình, em nghĩ là toàn bán hàng nội địa. Còn nếu với những người mà bán hàng chuẩn, hàng nhập khẩu thì các bạn bán với giá là 300-400. Bầu dùng thoải mái luôn. Nhà chị cam kết bầu dùng thoải mái luôn. Em có thể yên tâm 100% luôn. Rồi ok, mọi người có thể xem nhá. Mọi người có thể xem em bán hàng cực kỳ có tâm luôn. Ai không dùng được trả lại 100%. Nhận trả lại luôn. 190k một bộ. Nếu ai lấy hàng inbox số thoại địa chỉ ở tên. Ai lấy hàng inbox số thoại địa chỉ ở tên. Đây là bộ trắng da chỉ nám tàn nhang chỉ mụn. Còn đây là một bộ trắng da. Còn giảm cân, giảm cân 450k. Giảm cân 450k. 199k cho những ai chia sẻ like. 199k. Chọn đúng 5 người. Mọi người comment nào. Trịnh Thị Mỹ Nhung lấy không để chị chốt người đầu tiên. Hôm nay mở hàng cho chị với giá 199k. Có bán riêng hũ tròn không? Không bán riêng hũ tròn. Hàng này hàng nhập khẩu em không tách được. Đối với các chị mà hàng nội địa thì các chị tách được. Nhưng mà đối với hàng nhập khẩu thì em không tách được nha các chị nha. Đối với hàng nhập khẩu thì không tách được. Bởi vì nó có đi có số, nó đi có di của nó rồi. Nó không tách được, tách ra không bán được cho ai đâu. Và bản thân em dùng cũng thế. À được rồi, em có cái hũ tròn đấy. Chị có lấy thì inbox cho em. Bởi vì em đang còn dư một hũ, em đang dùng chưa hết. Chị xem lại CMT nhé. Tuổi Mão chị Linh chọn mình rồi nhé. Ok, Lê Đinh Bảo Ngọc inbox cho chị nhá. Chị chọn 3 người đầu tiên thì mọi người inbox cho chị. Còn bây giờ thì 190k. 190k. 190k nha các em ơi. Bao check thoải mái luôn. Kể cả bây giờ chị check cho em xem cũng được. Trang ơi mang giấy ra đây chị check luôn cho khách xem. À mang cái điện thoại ở đây chị check luôn cho khách xem luôn. Nhà chị em bao chất hàng thoải mái từ A đến Z luôn. Các em yên tâm 100% luôn. Sản xuất từ Thái Lan và chị gái chị, bố mẹ chị cũng đã từng sang đó rồi. Chị có check in ảnh và quay live stream cho các em xem rồi. Ok. Còn những ai
lấy 200 nghìn này, hôm nay đúng 200 nghìn cho những bạn mở hàng giảm cân đầu tiên. 200 nghìn là 199 nghìn là 200 nghìn đấy. Free ship luôn. Chị Linh free ship cho các em luôn. Mẹ in check mình lại không giải. Chị vừa xóa in check rồi bởi vì là Facebook của chị quá là nặng máy. Nếu về không check mà được, em có thể bồi thường cho em, chị có thể bồi thường cho em 1000%. Em yên tâm chưa? Riêng sản phẩm nhà chị bảo hành cho em 100% luôn. Ok nha, chị. Rồi ok nha, chị chốt cho em Trịnh Thị Mỹ Nhung nha. Dạ chị, vì chỗ em nhiều người bán và rẻ lắm chị ạ. Đúng rồi, rất là nhiều người bán và rất là rẻ. 150.000 hoặc là 100.000 hoặc là 200, 250. Tuy nhiên hôm nay chị Linh với giá 295.000, chị Linh sale với giá 190.000 và vừa receipt. Tuy nhiên sản phẩm nhà chị là bao sản phẩm chuẩn Thái Lan và bản thân chị đang dùng. Chị nói sai bất lộc bán hàng với mọi người luôn. Bản thân chị đang dùng đây. Chị nói sai bất lộc với mọi người luôn, riêng bản thân chị đang dùng. Và mọi người chỉ cần chia sẻ livestream thôi, mua với giá 190.000. Linh Thủy này, có ai lấy hũ tròn không, inbox địa chỉ tớ. Tớ cho, tớ mua chị Linh 4 gói thừa dùng 1 hũ. Rồi ok, những bạn nào mà đang cần hũ tròn inbox cho bạn Linh Thủy nha. Các bạn có thể thương lượng giá với nhau hoặc là có thể free cho nhau nhé. Các bạn có thể free cho nhau nha, bởi vì bạn Linh Thủy đã mua của Linh là 4 bộ rồi. Các bạn thấy là bạn Linh Thủy đã mua của Linh 4 bộ rồi. Thì các bạn phải biết là sản phẩm như thế nào rồi nhé. Các bạn ấy đã mua của Linh 4 bộ rồi là các bạn biết là sản phẩm nhà Linh thế nào, giảm cân có hiệu quả hay không. Vừa rồi một bạn là Trịnh Thị Mỹ Nhung này, mua với giá giảm cân này 450.000, sale còn 200.000 này. 5 bạn mở hàng đầu tiên. Lê Hoài Hương, nhà chị không còn thuốc tăng cân em ơi. Nhà chị không còn thuốc tăng cân, hết tăng cân rồi. Nhà chị chỉ còn giảm cân thôi, không còn tăng cân nhé. Sản phẩm nhà Linh hiệu quả 100% luôn. Sản phẩm chị Nám này, chị Hương Vẩn, cánh chị Nguyễn Thị Thanh Hằng về, chị sẽ có tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho em. Bộ chị Nám trắng da tàn nhang đây. Bộ chị Nám chị mụn trắng da tàn nhang đây mọi người nhá. Chị có hướng dẫn sử dụng đây rồi, mọi người yên tâm 100% đi. Chị có hướng dẫn chị mụn cho mọi người đây rồi. Sản phẩm này mọi người lưu ý nhá, có hướng dẫn chị mụn, chị nám tàn nhang đây rồi cho mọi người đây rồi. Bộ sản phẩm 5 ngón này, hướng dẫn này, hướng dẫn này, chị Linh hướng dẫn này, chữa nám này, tràn nhang này, mụn này, trắng mịn da này. Còn riêng bộ này là bộ trắng da này, gồm 6 gói này. Gồm 6 gói này, riêng bộ này trắng da đựng trong hũ này này. Đây, riêng bộ này trắng da đựng trong hũ này. Quay lại cam trước cho mọi người xem cho nó rõ hơn nhá. Mọi người chia sẻ livestream cho em. Mọi người chia sẻ livestream cho em. Mọi người chia sẻ livestream cho em. Hôm nay phá giá 190.000 free ship. Còn bình thường bây giờ mới lên giá là 245.000 rồi. Ok mọi người nhá. Đây là bộ chị Nám trắng da nhá. Chị Nám tán da, chị Nam, chị mụn nhá. Lê Vũ Thủy Dương, em mua một bộ trắng da mặt nhé. Ok em inbox cho chị số loại địa chỉ tên. 190k free ship. 190k free ship riêng ngày hôm nay, duy nhất ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy Linh bán 190k free ship ngày hôm sau, các bạn có thể đến đập ngay vào mặt Linh. Bởi vì ngày hôm nay, riêng ngày hôm nay thôi thì Linh mới xả ra hàng với giá này. Có nghĩa là Linh mới cho các bạn với giá này luôn. Đây là bộ chuyên sâu về trắng da, còn đây là bộ chuyên sâu về chị nám tàn nhang, chị mụn nhá. Đây là bộ chị nám chuyên sâu, còn đây là bộ chị nám chị mụn chuyên sâu, còn đây là bộ chuyên sâu về trắng da. Không có 99k em ơi, 190k nhá, Vũ Thủy Thị Dương. Em không hiểu gì rồi, đau họng quá. Các em có hiểu không? Chị chỉ sale cho những bạn 3 bạn đầu tiên với giá là 99k, mở hàng cho chị
là hợp tuổi với 95 chị đã chọn rồi. Và những ai chị được chọn thì inbox cho chị ngay và luôn. Còn đối với lại những bạn mới vào thì các bạn mua với giá là 190k, sale từ 295k. Còn 190k mà vẫn được free ship. Còn bình thường chị không bán với giá này, chị bán với giá 190k là hàng bom vào tặng cộng ship 20k. Còn không có giá là 190k free ship. Mệt quá, các chế không hiểu gì. Các chế chia sẻ livestream đi. Chị chọn 3 người trắng da mặt hoặc chị nám mụn thôi, đúng rồi. Chị chọn xong rồi và chị chọn đúng 3 người rồi đấy. Mới đầu livestream chị chọn 3 người rồi và bây giờ chị bán với giá là 190.000 free ship. Những ai chia sẻ livestream được mua với giá 190.000, sale từ 295.000 free ship toàn quốc. Và nhà chị là Phật Sơ Ba và Salon. Nhà chị bán hàng cực kỳ uy tín luôn. Mọi người có thể yên tâm 100% là chị bán hàng cực kỳ uy tín cho mọi người luôn. Bản thân chị cũng đang dùng bộ này. Ok, Bi, chị không trả lời comment của em gì cả. Em ơi, chị đây, chị bây giờ chị đang chỉnh cái máy. Chị đang chỉnh cái máy để cho nó có cái góc livestream nó tươi ấy. Livestream thực tế kể cả giọt mồ hôi, giọt nước mọi người cũng nhìn thấy này. Thì mọi người phải tin tưởng chứ. Hiểu mà chị ơi, rồi ok, đã hiểu rồi. Còn những ai hôm nay mua hàng với giá 190.000 free ship, mọi người chia sẻ like. 190.000 free ship. Trên tay em là một bộ trị nám tàn nhang trị mụn. Và trên tay em là một bộ trắng da. Trắng body là 390k. Nếu hôm nay ai lấy, chị sẽ lấy với giá là 350k. Mùng 1 nhá. Nó không được lãi lời bao nhiêu đâu. Chị chỉ lời lãi 15-20k thôi. Mà hôm nay chị sell cho các em hết rồi đấy. À, Thanh Thanh Tú này, chị cảm ơn Thanh Thanh Tú rất là nhiều nhá. Chị ghi bản Thanh Thanh Tú lên này. Chị Linh ơi, em đã dùng hai bộ nám, hai bộ 5 món của chị Linh, trắng và hết mụn rồi nhưng còn vết thâm. Tiếp tục sử dụng một bộ nữa đi là em có thể hết thâm và sau đó em chuyển sang dưỡng được. Hôm nay mùng 1. Em mua rồi nhưng mà không biết gỡ cái tiếp dài. Giờ nó tè le. Cái tip dài chị dùng không bao giờ bị tè le luôn. Đây chị dùng không bao giờ bị tè le luôn. Rất là tốt luôn. Những bạn nào mua inbox số dài thì chỉ ở tên giúp chị Linh. Những ai mua hàng nhớ chia sẻ nhá. Chia sẻ là được free ship. Ai mua giảm cân 190.000 này. Chị nám trắng da, chị mụn đồng giá 190k free ship. Còn những ai mua giảm cân 450, hôm nay sale còn giá là 199k. 199k. Những ai lấy comment số này thì chỉ ở tên giúp inbox vào inbox cho chị Linh. 5 người thôi. Trang Vân ra đây chơi vui em. 5 người thôi nhá. 5 người mua bộ sản phẩm nhá. Chỉ free ship cho 5 đến 10 người thôi. Những bạn nào đang muốn học tóc, học móng, học quy thì mọi người có thể inbox chỉ báo giá luôn nhé. Nhà mình là được thực hành ở trên mẫu thuật 100%. Được thực hành ở trên mẫu thuật 100%. Những ai lấy hàng inbox số này thì chỉ ở tên. Có những ai có Thanh Thanh Tú còn inbox đây không em? Nguyễn Thu Hương này. Lê Đinh Bảo Ngọc này. Lê Đinh Bảo Ngọc. Lê Đinh Bảo Ngọc comment cho chị mấy cái này với. Lê Đinh Bảo Ngọc này comment cho chị là chị nám chị mụn trắng da đồng giá 190k. Đồng giá 190k. Còn đối với giảm cân thì comment cho chị. Trang ơi vào comment cho chị đi Trang. Comment ạ. Vào viết comment cho chị này. Trắng da chị nám chị mụn tàn nhang đồi mồi là 190k. Còn giảm cân là 450k sale. À, chị nám chị mụn tàn nhang đồi mồi sale từ 295 còn 190. Còn sản phẩm giảm cân là 450 còn 199k.
Ok, chị cảm ơn em. Mùng 1 nhá. Mùng 1 nếu mà ai lấy hàng thì cố gắng chốt hàng và đừng bom hàng, bởi vì nó đen cả năm lắm. Nó đen luôn cả tháng luôn. Em không thích như thế, em không thích đen cả tháng. Nếu những ai sàm lồn thì biến khỏi livestream, có thế thôi. Còn những bạn nào yêu quý em Linh và thực sự muốn sử dụng sản phẩm nhà em Linh với giá rẻ và được free ship thì mọi người chia sẻ livestream là được free ship 100% luôn, kể cả hàng nặng hay nhẹ em đều free ship 100%. Giảm cân size le còn bao nhiêu? Giảm cân 450, size le còn sale còn 199k. 5 bạn đầu tiên thôi. Em dùng bộ là chị nám trắng da bên chị mới hết một bộ da mặt. Da mặt em đã lắm, Lê Nguyễn. Ok, cảm ơn Lê Nguyễn rất là nhiều nha. Mà chị gửi cho em bộ thâm mụn trước đã nhé. Bộ trắng da để em lấy sau chị nhé. Ok, em lấy luôn 2 bộ đi. Chị tặng em một thỏi son. Ngày hôm nay chơi trội luôn. Ai lấy từ 2 bộ trở lên tặng quà. Nhớ đây là bộ trắng da và đây là bộ chị nám thật nha, chị mụn. Còn đây là giảm cân. Còn bộ body này, còn bộ body này các em này, 500.000 sale còn 390. Free ship. Ngày hôm nay mùng 1 chị sẽ free ship hết cho mọi người luôn. Đặc biệt tặng quà cho những ai nổ đơn lớn, đặc biệt là khách sỉ. Nổ đơn lớn đặc biệt là khách sỉ. Khách sỉ không bao giờ dưới, chị bán chưa bao giờ dưới 199.000 luôn. Và chị bao giờ không bao giờ nhập được trên 130 đâu các em ạ. Đừng có bao giờ. Chị nhập từ Thái Lan về luôn. Da mặt chị cực kỳ xịn. Bởi vì sản phẩm của nhà chị là chị sử dụng rồi. Em ơi, nếu mà da mặt em mụn thì em phải dùng bộ này. Là bộ chị mụn trắng da đây. Còn riêng đây bộ này là bộ trắng da không thôi. Linh le tay à? Em ơi, viết luôn một lèo đi em. Trắng da chị nám chị mụn sale từ 245 còn 190. Còn sản phẩm giảm cân sale từ 450 còn 199. Cho các bạn biết để các bạn free ship ngày mùng 1 phi giỏ luôn. Bạn em cũng khen da mịn láng và đỡ tàn nhang. Ok, cảm ơn Thu Hương. Đấy, tất cả những bạn đang có ý định mua sản phẩm thì các bạn nhìn comment của bạn Nguyễn Thu Hương này, comment của bạn Lê Đinh Bảo Ngọc này, comment của bạn Huyền Mai này, comment của bạn Vũ Lê Vũ Thu Dương nhé. Là tất những bạn đó, Lê Thanh Tú nhá, là tất những bạn đó đã sử dụng sản phẩm bên nhà Linh rồi. Nói ra mất lộc bán hàng luôn và em cũng chẳng quen biết gì bạn đó cả. Chỉ có là những bạn bè trên Facebook mua hàng ủng hộ em thôi. Và các bạn đã thấy là sản phẩm rất là hiệu quả rồi. 190.000 sale từ 295. 190.000 sale từ 295. Sao lại comment ít vậy em? Em ơi, comment theo một lèo đi để chị ghim sản phẩm lên. Các bạn nhá, mua hàng comment số tại địa chỉ ở tên nhá. Mua hàng comment số tại địa chỉ ở tên nhá. Giảm cân này, trắng da này, chị mụn, chị nám này. Tất thần thật đồng giá 190 nhá. Hết pin nên phải cắm pin cho mọi người đấy. Đồng giá 190 cho tất cả những bạn chia sẻ livestream. Tất tần tật là đồng giá luôn nhá, đồng giá nhá các chị nhá. Đồng giá nhá. 190 đồng giá cho các chị luôn nhá. Riêng duy nhất ngày hôm nay thôi, đồng giá các chị riêng duy nhất ngày hôm nay thôi. Vân ơi, lại đây cầm cho chị cái bộ này với. Lê Đinh Bảo Ngọc rồi, ok Lê Đinh Bảo Ngọc. Đây, lại chỗ cái live stream này đứng đi. Lại cái live stream này đứng đi Bân. Đứng cầm dơ live stream như này chị. Chị khỏi mất công dơ này. Đây các bạn nhá. Đây là sản phẩm chị nám, chị mụn tàn nhang nhá các bạn nhá. Trang ơi, lại đây cầm cái đây cho chị với. Đây là bộ sản phẩm dành cho da mặt nhá. Em chỉ dơ như này cho các bạn xem. Còn em, đây. Dơ này chị. Riêng bên tay bên này của em là bộ sản phẩm trị nám, tàn nhang, trị mụn nhá. Còn riêng bên tay bên này của em là sản phẩm trắng da. Đấy, bạn học viên của em đang cầm đây mọi người đây. Đây là bộ sản phẩm trị nám, trị mụn, trắng da. Là bên này, còn sản phẩm trắng da là bên này nhá các bạn nhá. Đồng giá 190k. Còn riêng đây,
Còn riêng đây là sản phẩm giảm cân và sản phẩm tắm trắng và body nhá. Các bạn hỏi cái gì thì các bạn hỏi luôn đi, em sẽ tư vấn cho các bạn luôn. Đây nhá, đây là sản phẩm giảm cân và body nhá. Ba thầy trò nhà em cầm luôn để cho mọi người xem, mọi người biết luôn. Sản phẩm này có giá sale như sau, em đọc lại cho mọi người nhá. Và mọi người chia sẻ livestream là em sẽ phờ ship. Nhớ là chia sẻ livestream là em sẽ phờ ship nhá. Chia sẻ livestream là em sẽ phờ ship. Đây là hai bạn học viên nhà em. Hai bạn học viên nhà em rất là xinh và quảng cáo sản phẩm luôn cho em luôn. Đây là sản phẩm trị nám, đây là sản phẩm trắng da, đây là sản phẩm giảm cân và đây là sản phẩm trắng da body. Em nhắc lại giá của nhà em như sau và ngày hôm nay sẽ được free ship tất cả tật những bạn nào chia sẻ livestream. Sẽ được free ship hoàn toàn. Em đang livestream nên các bạn không em đang livestream nhá. Nên mà mong các bạn đừng có gọi điện cho em. Em đang livestream các bạn đừng gọi điện cho em nha các bạn nha. Ai chốt hàng thì inbox cho em thôi, đừng gọi điện cho em. Rồi ok, đây là sản phẩm trắng da, chỉ nám, tàn nhang, chỉ mụn, đồi mồi. Còn đây là sản phẩm trắng da. Sản phẩm trắng da thì nó có hộp như này nha các bạn nhá. Là sản phẩm trắng da nó là 190.000. Nếu 6 gói gồm 6 gói như sau. Còn riêng đây là sản phẩm giảm cân 450 sale còn 199k. Free ship toàn quốc cho tất cả những bạn đặt hàng ngày hôm nay ngày mùng 1. Riêng ngày mùng 1 thôi các bạn nhá. Yến Tư chào em nhá. Riêng ngày mùng 1 thôi là em free ship. Và các bạn chỉ cần chia sẻ livestream cho em thôi. 190k đồng giá. Những ai muốn hỏi gì ạ? Còn riêng body và mặt nạ, riêng body và tắm trắng là em sale từ 500k còn 390k rồi. Nào inbox cho em nào mọi người ơi. Thời tiết nó rất là tối luôn. Thời tiết nó rất là tối nên mà livestream thường hay nói rất là tối nha mọi người nha. Mọi người thông cảm một chút xíu nhá. Nhưng mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Mọi người có nhìn thấy rõ sản phẩm mà em dơ lên cho mọi người không ạ? Ngày hôm nay, riêng ngày hôm nay free ship toàn quốc. Riêng ngày hôm nay em free ship toàn quốc nha. Riêng ngày hôm nay mùng 1 em free ship toàn quốc. Đây là bộ sản phẩm trắng da nhà em. Đây là bộ sản phẩm trắng da nhà em. Đây là cũng là bạn da mặt của bạn học viên nhà em. Đây bạn cũng đang dùng đây. Nói sai mất lộc luôn Trang, có thể hứa luôn, thề luôn Trang. Nói sai mất lộc bán hàng nha mọi người nha. Đồng giá 190.000 hai bộ sản phẩm trị nám và trắng da. Còn riêng bộ sản phẩm giảm cân là 199. Bộ sản phẩm combo body là 390. Mọi người lấy hàng, mọi người inbox cho em. Và riêng ngày đặc biệt là riêng ngày hôm nay ngày mùng 1. Ngày hôm nay ngày mùng 1. Ngày hôm nay ngày mùng 1 nha, em sẽ free ship cho tất cả những bạn chia sẻ like. Em sẽ free ship cho tất cả những bạn chia sẻ like ngày hôm nay. Lấy chị cái hộp mặt nạ Yến chị quảng cáo luôn cho Vân bán luôn. Và em mới được một bạn em mới được một người bạn giới thiệu cho một loại mặt nạ cực kỳ thích luôn. Và mặt nạ này là với giá là 250.000 free ship nhá. Mặt nạ Yến 250.000 free ship, em sẽ like cho mọi người xem luôn. Đây là cái sản phẩm mà bạn em tặng này. Và sản phẩm này rất là tốt và em chỉ giới thiệu luôn cho bạn ấy thôi. Và bạn ấy là có nickname là Vân Vân nha mọi người nha. Đây là sản phẩm mặt nạ Yến, một hộp như này là 250.000. Và mọi người có thể đắp được 40 lần. Và sản phẩm này cực kỳ là tốt, em đắp cho spa. Có sản phẩm trị mụn lưng không chị? Sản phẩm trị mụn lưng thì em có thể là sử dụng luôn cái sản phẩm trị mặt này. À chị có sản phẩm trị mụn lưng đồng giá 99k nhá. Quyên Lady inbox cho chị sẽ chụp sản phẩm cho em. Sản phẩm trị mụn lưng. Còn đối với những bạn mua sản phẩm mặt nạ này thì hôm nay em sẽ tặng cho các bạn một cây son với giá là 100.000. Là em sẽ tặng cho các bạn mua với một cây son nhà em còn hai hũ như này. Ai lấy comment cho em mặt nạ Yến nhá. 250.000, em sẽ tặng cho các chị một cây son. Ai lấy comment mặt nạ Yến giúp em này. Comment mặt nạ Yến giúp em nhá. Nếu những bạn nào mà em 60k còn 50k dùng 2 tháng thuốc giảm cân. Ok, cảm ơn Hoàng Thị Dương nha, cảm ơn em rất là nhiều. Những bạn nào muốn giảm cân thì các bạn inbox cho em. Tại vì cái sản phẩm này nhà em đã có người dùng rồi và cực kỳ là tốt rồi.
và em đã trải nghiệm rồi nhá. Tất tần tật những sản phẩm em quảng cáo cho mọi người là em đã trải nghiệm rồi, kể cả sản phẩm trắng da hoặc sản phẩm trị nám, trị mụn tàn nhang hay sản phẩm giảm cân. Đây các bạn nhìn thấy em là một cái phụ nữ sau sinh, các bạn thấy ngực rất là to đúng không? Bởi vì em mới sau sinh, em mới sinh được hơn một năm thôi, nên mà các bạn nhìn ngực em rất là to và rất là sồ sề. Có rất là nhiều người comment rất là bảo là ngực tại sao mà sệ này hay là như nào đó, bởi vì là mình đang nuôi con nhỏ nên mà mình ngực rất là sệ, cho nên các bạn phải hết sức thông cảm với mình. Còn riêng bản thân mình, eo của mình, các bạn nhìn thấy đây là một bà mẹ sau sinh. Các bạn thấy đây là em là một bà mẹ sau sinh nhá. Một bà mẹ sau sinh mà em đã như thế này rồi. Như thế này, em giảm cân được đúng 14kg sau sinh. Nên cái sản phẩm giảm cân nhà em hôm nay chỉ với giá 199.000 cho các bạn dùng thử thôi. Nên các bạn inbox cho em giảm cân, em chỉ 5 bạn thôi nhá. Lúc này bạn Hoàng Thị Dương đã comment rồi. Bạn Hoàng Cân comment một comment đầu tiên rồi. Hàng nhà em là hàng chuẩn 100%, không phải là hàng nhái hàng kém chất lượng mà mọi người xem ở trên mạng, trên thị trường đâu. Nên mà em bán với giá là 199k, là từ 250k. Và hôm nay nếu mà ai comment cho em thì em sẽ free ship. Đây các bạn nhé, đây là sản phẩm mặt nạ yến với giá là 250.000 một bộ. Nếu bạn nào lấy từ 2 bộ là em sale với giá là 200.000 nha các bạn nha. Rồi, nhà em còn 2 bộ thôi, cho một hộp trắng da mặt nào rồi ok. Inbox số tại địa chỉ ở tên cho tớ nhé. Mẹ chị Xuyên à? Bác Xuyên đấy, chào bác Xuyên đi, hai đứa chào bác Xuyên đi. Cháu chào bác Xuyên nha. Rồi ok, chào bác Xuyên. Mẹ chồng mình cũng đang sử dụng sản phẩm nhà mình. Riêng sản phẩm nhà mình thì cả nhà mình đang trải nghiệm và đang sử dụng. Nên các bạn yên tâm 100%. Sản phẩm trắng da trị mụn trị nám em nhắc lại cho mọi người để em tắt livestream nhé. Sản phẩm trắng da trị mụn trị nám tàn nhang trị đồi mồi đồng giá 190.000. Hôm nay ai mua trên livestream mới được free ship nhé các bạn nhé. Còn riêng sản phẩm giảm cân là 199.000. Còn riêng sản phẩm combo body trắng da này, combo body trắng da này là 390. Tất tần tật những bạn nào đặt hàng trên live thì em sẽ free ship. Còn bây giờ thì em xin tạm dừng livestream tại đây. Các bạn nào muốn mua hàng inbox số điện thoại địa chỉ họ tên giúp em nhé. Comment ở trong nickface Linh Lê Tê cũng được, mà nickface Lê Ngọc cũng được nha các bạn nhé. Tại vì hai nickface là một nha các bạn nhé. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye tất cả.